Chương trình này được bảo trợ bởi Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 4085094480 7147561099 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311 Học khu Huntington Beach Union High School District 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714 839 4591. để không còn bị đau lưng hoặc nhức vai khi thức dậy vào mỗi buổi sáng xin mời đến ngay với Magic Mattress 714 777 -5777. tiếp tục với cà phê sáng ngày hôm nay và một thống kê cũng như theo dõi nghiên cứu về tình hình sống dâng lên đặc biệt là nhà sát bờ biển ở california này đang càng ngày càng đe dọa và tin tức này không vui tí nào cho những người dân triệu phú sống và thậm chí có những người thừa hưởng gia tài của ông bà để lại đó thưa quý vị bây giờ họ cũng rất là lo đây là những căn nhà bây giờ bán cũng khó mà bây giờ bán xong rồi đi mua vào trong đất liền thì cũng chán bởi vì đã quen với sóng cảnh đẹp. Đây là những hình ảnh mới cho thấy sóng bây giờ đó theo thống kê nghiên cứu đã tăng thêm à, khoảng một phút nữa và họ nói rằng mùa đông này đó ngay bây giờ thì sóng đã đã dâng lên à, sáng nay thì có một số các bản tin cho thấy sóng đã đi sát với nhà dân ở biển rồi thì ở California là có vài loại nhà có nhà thì gần bờ biển có nhà thì sát bờ biển như thế này và có những cái căn nhà bên bờ vực tức là họ nhà thì sát vực thì cái những cái nhà sát vực là nguy hiểm nhất không những đương đầu với tình trạng sóng biển dâng cao mà bảo hiểm thì bây giờ có rất nhiều căn nhà khu vực bảo hiểm không bán nữa thì quý vị nhìn thấy những cái đây là những cái căn chung cư sát biển thì bây giờ họ à, cái sóng biển và nước biển nó sói mòn dần dần và cái nguy cơ nếu chủ nhân của những cái condo hoặc là những căn nhà này không bỏ bao nhiêu triệu đô la để gia cố họ phải đổ xi măng rồi đóng cốt sắt vào đây rất là tốn kém mà rất khó bởi vì muốn làm được cái dàn này đó họ phải ngăn trước để có thể làm khô cũng như đóng cọc xuống đây xong mới gia cố các khu vực này. Nhưng mà họ nói không những California nhiều cái khu vực sát biển khác từ California cho tới à, vùng Ý bên Tây Ban Nha, Hy Lạp vân vân, tất cả do tình trạng hâm nóng bầu khí quyển khiến nước biển dâng cao, đặc biệt vào mùa đông này và thậm chí sóng lớn từ 2016 tới giờ phút này cũng nâng lên nữa. Biển Huntington Beach sẽ uh, cao hơn, uh, siêu beach cũng sẽ nguy hiểm. Cái cái khổ cho những căn nhà ở siêu beach tôi thấy tội nghiệp nhất đó bây giờ đó những cái dải cát họ xây cao lên thành một cái đồi luôn. Cho nên nhà ở biển để làm gì? Nhìn ra nguyên một cái đồi cát ngay trước mặt mình luôn. Nếu mà quý vị đi siêu beach đó, nó có khoảng chừng vài chục trăm căn nhà nhưng mà toàn là những căn nhà đắt tiền nhưng mà nhìn ra thì cái đồi cát như thế, chỉ có ở trên lầu 2, lầu 3 đó thì mới nhìn thấy biển được thôi. Thì đó là cái nguy cơ để khuyến cáo à, cái vấn đề chính là bảo hiểm sẽ vô cùng đắt đỏ và cái tình trạng sụt lở này sẽ còn kéo dài xa hơn nữa. À, sáng nay tin tức toàn là những cái tin tức nó không lấy cái gì làm mà vui vẻ à, lạc quan hết. À, cái bản tin tiếp theo đây của Ngọc Lan cũng như vậy. À, nếu trong những ngày qua đó nhiều à, quý vị có thể thấy ở trên facebook người ta truyền nhau một cái cái hình ảnh ở trong target mà bị đốt ngay trong target nó cháy cùng ngụm lửa lên đó. Yeah. thì ngày đó. À, ngày hôm à, cảnh sát vừa cho biết là đã bắt được cái nghi phạm oh. mà đốt cái chỗ này rồi à, nói là họ nói là một người phụ nữ này 40 tuổi họ đốt cái chỗ cái target này á, là nhằm bởi vì cái bà đã phải vô bà ăn cắp sữa ăn cắp sữa con nít á, mà không hiểu sao bà ăn cắp rồi rồi là bà lại đốt luôn cái chỗ ở cái khu vực đó hay là để đánh lạc hướng hay là cái gì không biết nhưng mà rất may là một nhân viên ở trong đó người ta cầm cái bình mà xịt ừ. lửa chữa cháy họ xịt rồi đồng thời khi mà khói nó bốc lên trần nhà cháy thì nước. cái hệ thống mà uh, chữa cháy tự động của trong nước đó nó à? xịt nước oh. xuống hết thành ra là nó đã cứu được không có để cháy lan ra tuy nhiên ước tính thiệt hại đó. Là cái tiền đồ mà bị hư á, là khoảng 1 triệu đô la cho đến giờ này. Đấy, Còn cái chuyện rồi. mà cái 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 tòa nhà đó hư hỏng trong cái khu vực đó là khoảng 500 ngàn đô la. À, thì đó là những cái thiệt hại ước tính ban đầu. Bất đi hết. Tại vì nó ám khối không rồi có đồ đạc làm sao có thể bán được. Yeah. Nhưng mà càng ngày mình mới thấy rằng những cái vụ mà à, dạng là cướp cạn như thế này ùa vào trong những cái siêu thị, những cái mall để mà à, cướp nữ trang, cướp những cái đồ... À, đắt tiền rồi bây giờ cái chuyện mà nghe vào đây để mà ăn cắp sữa bột rồi đốt thì mình thấy nó có cái gì đó nó hơi bất bình thường và Không bản tin sao. đó và bản tin đó để cho thấy được cái tình trạng nghèo của người dân Mỹ uhm. đang tăng cao à, từ California cho tới New York thưa quý vị một thống kê mới nhất đây là thống kê của chính phủ Hoa Kỳ à, thống kê dân số nhưng mà đồng thời thống kê dân số để theo dõi lợi tức của họ thì họ theo dõi các số liệu từ năm 2019 cho tới năm ngoái 2022. Thế nhưng bắt đầu vào cái thời điểm mà đại dịch đó và thời điểm 2019 chúng ta không phải đương đầu với tình trạng lạm phát tất cả mọi thứ giá cả tăng. Cho nên từ 2019 tới 2021 nói chung là đến vào khoảng giữa năm 2022 đó thì không có cái báo cáo họ nói rằng trong 3 năm đó đó cái tình trạng nghèo của người dân Mỹ đó nó lại giảm rất tốt đẹp. Thứ nhất là không đương đầu với lạm phát, thứ hai đó là cái tình trạng hỗ trợ của chính phủ trong thời gian Covid. Và đó cũng là lý do mà chúng ta thấy trong thời gian Covid đó nhiều người lại có tiền nhờ chính phủ cung cấp bao gồm tiền hỗ trợ cho trẻ em người lớn ở nhà mà nếu không có số tiền đó đó nhiều người mất việc hay những người mà họ không có thể đi ra ngoài làm việc được họ hưởng được cái tiền đó mà trong thời gian đó nó mặc dù lạm phát bắt đầu tăng nhưng mà không đến nỗi như ngày hôm nay thì số liệu này được đưa ra để khuyến cáo chính phủ hoa kỳ cần phải có thêm các biện pháp để hỗ trợ cho người dân vì nếu không đó người ta sẽ càng ngày càng gặp khó khăn hơn và đó cũng nói lên đến sự thành công của các công đoàn nghiệp đoàn lao động từ những người làm việc trong khu vực fast food hotel bởi vì tin tức mới nhất này california đã phải nâng cái tiền lương tối thiểu thêm cao hơn nữa và có người làm việc tới 20 đô la một giờ đó mà thậm chí họ nói 20 đô la một giờ đó cũng không có đủ để mà trang trải, nghĩa là không còn dư nữa để mà trang trải cho đời sống ở đây. À, lạm phát, tiền của chính phủ cạn kiệt đã khiến cho cái tình trạng nghèo khó tăng lên. À, nói chung về cái lợi tức những đây là chỉ tin tức cho những người nghèo thôi thưa quý vị chứ không phải người trung lưu. Chỉ là những tin tức người nghèo Thì lẽ ra họ có thể kham nổi Nếu tính vào năm 2019 tới 2021 Nhưng mà từ 22 và bây giờ tới năm 2023 nữa đó Thì những cái tình trạng này càng khó khăn hơn nữa Quý vị để ý và Ngọc Lan để ý đó Từ 2019 đến năm nay đó Cái giá nhà thuê mướn nó tăng khủng khiếp luôn Thấy chưa? Yeah. Nội cái tiền thuê mướn nó tăng cộng thêm với tiền ăn uống tăng, bảo hiểm tăng, tiền xăng tăng. Thì chúng ta cứ tính những cái chuyện tăng như vậy đó. Mà so với mức lương, họ nói tôi làm từ 2019 tới bây giờ tôi tăng được có chút xíu thôi. Làm sao tôi kham nổi với cái, cái, cái sự tăng giá mấy chục phần trăm về giá cả đời sống này. Thì đây là cái cuộc nghiên cứu từ Bộ Thống kê Hoa Kỳ để đưa ra và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải có những chính sách mới làm thế nào để hỗ trợ về mặt xã hội, về mặt bảo hiểm y tế để có thể giúp cho người dân không có rơi vào tình trạng vô gia cư. Mà cái số lượng vô gia cư càng ngày cũng càng nhiều hơn nữa. Từ California, số 1 trên nước Mỹ này cho tới nhiều nơi khác. Chúng tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.